Nhiều nước châu Âu như là Italia và Thụy Sĩ đã phải liên tục hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng, ghi nhận nhiều thương vong. Tại Italia, thì mưa lớn tại thị trấn Cogne ở miền Bắc nước này đã buộc chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp hơn 200 người dân trong khu vực bằng trực thăng. Lực lượng cứu hỏa Italia cũng đã cứu thành công một gia đình 3 người bị mắc kẹt trong chiếc ô tô, bị mắc kẹt do lở đất ở khu vực Piedmont của nước này. Còn tại Thụy Sĩ, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích do lũ quét tại bang Valle. Theo chính quyền địa phương, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực mất điện và nước sinh hoạt, đồng thời khiến cho công tác cứu hộ vô cùng khó khăn. Một cơn bão cực kỳ nguy hiểm đã băng qua Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Windward, đông nam vùng Caribe. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết vì đây là cơn bão cấp 4 trên thang bão 5 cấp nên nó có sức gió duy trì tối đa, ước tính là hơn 200 km/h vào khoảng 5 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Người dân ở phía đông vùng Caribe đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của cơn bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm Beryl. Nhà chức trách cũng đã kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng hoàn tất việc chuẩn bị và tìm nơi trú ẩn. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tốt. Tôi chỉ mua thêm một vài đồ hộp thôi. Tôi có nước, nước đóng chai. Tôi có đồ ăn dự trữ, pin, đèn pin. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng nay chúng tôi đã mở cửa sớm hơn nửa giờ để đáp ứng nhu cầu cao điểm. Người dân mua máy phát điện, thùng rỗng, mọi thứ. Chúng tôi sắp hết đèn pin, dây điện nối dài, thang, băng dính. 3 ngày qua, mọi người đến mua đủ các thứ đồ. Hôm nay chúng tôi đóng cửa lúc 12 giờ, mà giờ mọi người vẫn đến mua hàng. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết dự kiến bão Beryl sẽ mang theo gió tới mức nguy hiểm đến tính mạng con người và lũ quét vào hôm nay. Cảnh báo bão được ban hành ở Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent và quần đảo Grenadine, Grenada và Tobago. Cơn bão dự kiến sẽ mang theo lượng mưa từ 8 đến 15 cm trên khắp Barbados và quần đảo Windward suốt cả ngày hôm nay. Giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết bão Beryl sẽ vẫn mạnh ít nhất cho đến giữa tuần. Khi bão đạt đến cấp độ 4, những thứ như mái nhà sẽ bị hư hại hoàn toàn, bị tốc mái, tường bên ngoài bị sập, cây cối bật gốc, thiệt hại sẽ đáng kể. Đường dây điện cũng như cơ sở hạ tầng khác sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cho rằng nhiệt độ ấm áp của Đại Tây Dương và các điều kiện liên quan hiện tượng thời tiết La Nina ở Thái Bình Dương là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng các cơn bão. Các hiện tượng thời tiết cực đoan bao gồm bão đã trở nên thường xuyên hơn và có sức tàn phá mạnh hơn trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu. Ít nhất 4 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau khi mưa lớn gây lở đất và lũ lụt ở Đông Nam Thụy Sĩ. Bão mạnh kèm theo mưa lớn đã tràn vào Thụy Sĩ dịp cuối tuần qua khiến hàng trăm người phải sơ tán ở miền Tây sau khi sông Rhône và các nhánh bị vỡ bờ. Cảnh sát cho biết thời tiết xấu khiến công tác cứu hộ đặc biệt khó khăn do không thể tiếp cận một số thung lũng và mạng lưới điện bị cắt đứt. Hệ thống cảnh báo liên bang cũng xác nhận một phần bang Ticino không có nước sạch. Tại bang Valle miền Tây Thụy Sĩ, nhiều tuyến đường phải đóng cửa sau khi sông Rhône tràn vào một số khu vực. Chính quyền địa phương đã kêu gọi quân đội hỗ trợ công tác sơ tán và khắc phục hậu quả lũ lụt.